đóng đinh vít vô tường cực kỳ đơn giản. Không cần phải phang, không cần phải mồi, không cần phải ngồi suy nghĩ. Chỉ cần một cái búa và vài con vít. Rồi áp dụng theo phương pháp này thì đóng những cái đinh vít vô tường như đóng vô cây chuối luôn. Như thế này nè, mình đóng vô tường rất là hay luôn ha. Đóng vô rất là chắc đâu nha. Anh thợ sẽ đóng cho mình xem. Như thế này thì cầm không có đóng được ha. Nó sát như vậy đóng không được ha. Thì bây giờ anh đóng thử có được không? Không, không đóng được. Đập vô tay hay là không có đóng được, bởi vì con vít nó cục, nó ngắn mà. Đó, một là mình phải có cái kìm dài mình kẹp vô. Hai là mình phải dùng biện pháp khác. Bây giờ mình chia sẻ cho các bạn một cái cách hay với đóng ống này vô tường nha. Rồi, mình sẽ sử dụng một cái miếng giấy nó dày như thế này ha. Mình sẽ cắt một cái đường như thế này. Rồi, tiếp theo. Rồi, xếp miếng giấy đầu lại. Rồi, tiếp theo mình xếp làm tư. Rồi, mình cắt ngay cái đuôi nhỏ nhất nha. Cắt nhỏ thôi. Nhiều quá là nó sẽ có lỗ nó rất là rộng. Rồi, ok, có thể được rồi đó. Rồi. Rồi, được rồi. Bây giờ mình đã có cái lỗ vậy phải không? Rồi, bây giờ mình chẻ đôi ra. Ok, bây giờ mình đã có cái lỗ như thế này rồi. Và mình cắt chẻ đôi cái lỗ này rồi ha. Nó được như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ con ốc vô nè. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ đóng cho quý vị và các bạn xem nha. Đây. Bây giờ con ốc á thì mình đã cầm được rồi ha. Đây, nó như thế này. Rồi, bắt đầu mình để đóng vô tường. Sau khi đóng ăn được một nửa đó thì mình ngưng. Rồi, bây giờ đóng cho thiệt luôn. Vô chút xong, nữa. Xong. Ok. Nửa đi, có sao đâu. Vô sát sát luôn. Rồi, được rồi. Rồi, rất là tuyệt vời luôn ha. Tiếp tục con nữa. Tiếp tục mình đóng con nữa ha. Cũng trên cái miếng giấy này nha. Ok. Rồi, đóng. Đây ha, thì mình cắt ra một cái lỗ và mình vẽ ra như thế này. Đó. Không phải nhất thiết là phải miếng giấy này đâu. Chúng ta cũng có thể dùng một miếng giấy tập hoặc miếng bìa cứng như vậy cũng được ha. Hoặc là chúng ta có thể dùng miếng giấy như vậy. Đó. Giấy như thế này ha. Ta ghim cái con ốc qua. Đó. Qua như thế này. Đó. Rồi chúng ta đưa lên đóng cũng được. Thì khi mà đóng xong á thì mình giật ra thì miếng giấy này gách thì mình đóng chỉ có một lần thôi ha. Nó không tiện giống như vậy ha. Này thì lúc mình mua thì mình nói là con vít dù. Đó. Cái bịch nó như thế này. Bịch như vậy ha. Vít này cái đầu á nó nhọn, mình đóng nó vô tường nó tốt hơn. Và cái răng này nó chịu được rất là tốt ở trong tường luôn. Khi mà chúng ta đóng vô mà chúng ta muốn lấy ra thì chúng ta dùng vít á, chúng ta mở là được luôn ha. Rất là tiện lợi. Và cái chọt nó rất là cứng luôn nha. Và đóng thoải mái luôn. Đó. Con đầu dù này là khi mình ốc đầu dù 1/3 nha. Đây là ốc đầu dù 1/3. Đó. Đó thì sẵn dịp hôm nay mình làm công trình á, thì mình sử dụng cái bịch vít dù này để mình đóng vô tường luôn, thì phải nói là nó rất cứng và nó rất là chắc luôn nha. Bởi vì khi mình đóng vô tường mà mình đóng vô bạc thì cái đầu dù này nè nó chịu được cái tấm bạc rất là chắc luôn. Thay vì mình phải đóng cái đinh nào đó thì mình phải dùng một cái lông đền để mình chịu lại. Còn cái này thì mình khỏi luôn ha. Mình dùng cái đầu dù này nó chịu lại rất là tốt luôn. Và mình đóng vô tường á, đối với con ốc này thì nó chỉ có nó ngắn và nó rất là chắc luôn. Mình không cần vô sâu đâu. Cái này 1/3 mà đóng vô tường nó mặt đủ cái mặt hồ là được rồi. Thì đây là một cách mà mình hay sử dụng đóng những cái gì mà giật mỏng lên tường thì mình xài con ốc này và đóng thẳng luôn, không cần phải phang, nó rất là nhanh luôn như quý vị. Vừa rồi thì mình chia sẻ một cái mẹo nhỏ nhỏ lúc mình ra công trường cũng rất là hay ha. Nếu quý vị thấy hay thì cho mình một like, một lượt chia sẻ, cũng đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì mình cảm ơn và xin kính chào, hẹn gặp lại.